Bạn gái của tôi là người chơi game gacha. Một ngày nọ, bạn gái tôi quyết định all in, dùng hết tất cả lượt quay còn lại của cô ấy để roll nhân vật trong banner. Ôi, tuyệt vời quá. Đời cho bạn gái tôi cái nịch. Nhưng người con gái ấy không hề có một nét gì gọi là buồn bã. Em quay sang nhìn tôi, rồi vừa hét lên vừa đòi tiền để quay tiếp. Câu chuyện vừa rồi không phải của tôi. Thế nó của ai? Để biết điều đấy thì tôi là Hữu Văn Minh, phóng viên trường hợp đài truyền hình Game Hay. Và đây là Fox News 137. Trước khi vào video, tôi xin được giới thiệu nhà tài trợ của ngày hôm nay, Revenge, phần mềm cho phép người dùng chơi game bản quyền trên máy tính, đã mắc từ năm 2018 và nhanh chóng thu được cảm tình của vô số game thủ Việt Nam, trong đấy có tôi. Với tính năng play game theo giờ, bạn có thể thoải mái trải nghiệm bất kỳ từ game AAA nào đang hot hòn hòn trên thị trường mà không cần phải bỏ số tiền lớn để mua game. Giao diện đơn giản, dễ sử dụng, hỗ trợ 24/7. Ngoài ra, nếu con máy của bạn quá yếu để có thể chạy những tựa game chất lượng cao, bạn hoàn toàn có thể tìm đến Revenge PC, nền tảng cloud gaming sắp ra mắt của Revenge, với ba mức giá để bạn thoải mái lựa chọn sao cho vừa túi tiền nhất. Người dùng có thể thuê những cỗ máy với cấu hình khủng, thoải mái chiến mọi siêu phẩm mà không cần phải lo về cạc đồ họa, cấu hình hay bất kỳ thông số nào khác. Chơi game thả gà, không lo giật lắc. Với hàng loạt những ưu điểm đó, Revenge và Revenge PC hứa hẹn sẽ đem lại trải nghiệm chơi game tốt nhất cho các bạn. Còn bây giờ, quay trở lại video thế nào. Là một game gacha quảng cáo đi vào lòng đất. Atelier Wrestler Rihanna, Forgotten Academy and the Polar Knight Liberator. Sau đây tôi xin gọi tắt là Wrestler Rihanna anh em nhá. Đây là phiên bản mới nhất của loạt trò chơi Atelier. Nó bắt phiên bản đầu tiên từ năm 1997 và anh này đang tận 24 sản phẩm khác nhau. Em hút mới nhập hội Wrestler Rihanna được Koei Tecmo và Akatsuki Game tung ra vào tháng 9 vừa qua là lần đầu tiên series này lấn sân sang thể loại gacha, và không có hiểu khi quyết định này gây ra phản ứng cực kỳ trái chiều của người chơi. Mặc dù vẫn được đánh giá cao mà cốt truyện và đồ họa, tuy nhiên mới đây đội ngũ marketing trò chơi này đã có pha từ bóp vé cực kỳ mạnh. Chỉ là vào ngày 8 tháng 11, một video quảng cáo dài 40 giây được đăng trên TikTok. Nó có tiêu đề là bạn gái chơi gacha tưởng tượng và thực tế. Video được quay từ góc nhìn mon chan của bạn gái đang chơi Wrestler Rihanna. Ban đầu người bạn gái này khá vui vẻ và khoe nhân vật một sao của mình đáng yêu như thế nào. Tuy nhiên sau 10 lần quay không nổ phát nào, tâm trạng của cô quay quắt 180 độ chuyển thành bực tức. Rồi tự nhiên quay sang nhân vật chính, tức là người xem, rồi chia tay ra đòi ví, đồng thời liên tục la hét. Đoạn clip nhanh chóng gặp phản đối dữ dội với cách đòi tiền người chơi một cách trắng trợn này, coi họ không khác gì cái máy rút tiền. Trong khi vài người coi đấy là hài hước, đa số cho rằng nó đối xử với game thủ rất thiếu tôn trọng. Một người bình luận rằng, theo tôi hiểu hả, thì video này có ý là bạn sẽ không nhận được những gì mình muốn trong trò chơi này, ngay cả khi bỏ tiền vào nó. Bạn sẽ phá nát mối quan hệ của mình, và số tiền cần để quay gacha sẽ đủ để phá vỡ những kế hoạch du lịch. Ai sẽ muốn chơi Wrestler Rihanna sau khi thấy điều này chứ? Sau khi nhận về quá nhiều gạch đá, đội ngũ phát triển Wrestler Rihanna đã phải giải thích rằng họ đã cố gắng tiếp cận đối tượng khách hàng rộng lớn hơn thông qua nội dung TikTok và xin lỗi vì đã làm tổn thương người chơi. Ngoài ra, studio này cũng thông báo rằng họ sẽ xóa tài khoản TikTok của game trong vài ngày tới. Đây không phải lần đầu một team gacha bị ăn gạch vì mô tả người chơi theo góc nhìn thiếu tôn trọng như thế. Trước đây thì Nikki đã phải từng xin lỗi vì chơi game thủ toàn dê cụ, béo lùn, cần thị. Các bạn xem bản tin số 93 để biết thêm chi tiết anh em nhé. Người chơi Fortnite giận dữ vì súng sơn. Bản cập nhật mới nhất của Fortnite đã dẫn đến việc nhiều loại skin của nhân vật không thể sử dụng, gây ra tình trạng người chơi hoang mang tột độ. Trong trường hợp bạn chưa biết thì skin nhân vật là một phần quan trọng của trò chơi này. Không chỉ đóng vai trò đồ trang trí, các skin nhân vật cực kỳ đa dạng của Fortnite đã giúp nó vượt trội hơn với những tựa game battle royale khác. Quan trọng hơn là những skin này đem về cho Epic Games, hãng phát triển trò chơi khoản tiền cực kỳ khổng lồ trong nhiều năm nay. Nó không hoa thì nếu không có chúng thì đã chẳng có thứ gọi là Epic Games Store phát game miễn phí cho các bạn hàng tuần. Nhiều trong một nhân vật phổ biến trong Fortnite được thực hiện dựa trên màn collab với những thương hiệu nổi tiếng. Bằng cách biến Fortnite thành biển quảng cáo lớn nhất thế giới, Epic đã khuyến khích người chơi chi hàng triệu đô la để có những đặc quyền như trong giống Spider-Man hoặc John Wick. Một chuyện thay đổi khi gần đây, một số người chơi Fortnite phát hiện ra rằng họ không còn có thể truy cập skin nhân vật của mình, cũng như các phụ kiện đã được sở hữu trước đó, thường là đã mua. Ban đầu họ nghĩ đấy là lỗi mà thôi, nhưng hóa ra đâu phải đâu, đấy hoàn toàn là có chủ đích. Cụ thể thì trong chế độ sáng tạo của Fortnite, người chơi được phép xây dựng, sáng tạo ra những luật lệ riêng biệt cho hòn đảo của mình sở hữu. Chính vì khá là tự do nên trong update mới nhất, Epic Games đã bao gồm tính năng giúp ngăn chặn người chơi sử dụng một số phụ kiện trong các chế độ sáng tạo có yêu cầu độ tuổi. Nếu đảo được dành cho khán giả mọi lứa tuổi, xếp hạng là E hoặc E10+, hoặc tương đương theo từng khu vực, thì một số item sẽ bị cấm đối với tất cả người chơi. Điều hề hước đây là việc quyết định này dường như áp dụng cho bất kỳ phụ kiện trang trí nào hiển thị súng hoặc gợi ý việc sử dụng súng hay sở hữu súng. Ngay cả những nhân vật như Lara Croft được miêu tả là có vũ khí chính là súng cũng bị cấm trong vài chế độ nhất định. Như một phần của chiến dịch này, nếu có bất kỳ hình ảnh nào liên quan tới súng trong phụ kiện trang trí nào đấy thì khả năng cao quy tắc mới sẽ cấm đến chúng.
Vâng, Fortnite, một trò chơi Battle Royale chú ý xoay quanh việc bắn súng và hàng ngàn người chơi khác. Giờ đây lại nói với người trẻ rằng không nên tiếp xúc với súng và những ảnh tương tự như súng. Và ngay cả màn hình menu chính nơi hiển thị cảnh báo về nội dung có hạn chế theo độ tuổi cũng bao gồm các nhân vật cầm súng. Quan tâm trẻ em thế thì sao các ông nội này không thông báo người ta thôi dừng chơi Fortnite đi? Thế có phải hay hơn không? Nhân tiện nói tới Epic Games, bạn có biết rằng trước đây đã từng có một thời điểm công ty này đưa vào tầm ngắm của gã khổng lồ Google hay chưa? Mới đây, theo những tài liệu mới được công bố tại sự kiện Epic về Google, người đứng đầu Stadia trước kia là Phil Harrison đã đề xuất một ý tưởng thú vị. Đó là liệu Google có thể liên minh với Tencent và mua lại toàn bộ cổ phần Epic Games hay không? Điều này sẽ giúp tăng trưởng vị thế của khổng lồ công nghệ bằng việc giúp họ sở hữu Fortnite, trò chơi gần như là phổ biến nhất thế giới vào năm 2018, với doanh thu khổng lồ là 5,5 tỷ đô la. Nếu không thành công, Google cũng sẽ xem xét khả năng mua 20% cổ phần Epic với số tiền là 2 tỷ đô la. Tuy vậy thì cuối cùng, cả phương án đều không thành sự thật. Đối thủ The Sims lộ diện. The Sims, series gia nhập cuộc đời thuộc biên chế EA, có thể nói đã độc chiếm thể loại của mình được khá lâu, không có nhiều đối thủ cạnh tranh. Chính vì vậy mà nhiều năm qua, nó được EA cho lò những DLC vắt sữa là chính thay vì thực sự phát triển trò chơi. Ngưỡng mộ chờ đợi một tựa game đối thủ đích thực của The Sims quá lâu rồi và dường như thỉnh cầu của họ được đáp ứng. Captain, hãng phát hành PUBG, đã giới thiệu sản phẩm game mới nhất có tên gọi là Enjoy tại hội chợ G-Star ở Hàn Quốc vào tuần trước, và có vẻ như nó là một đối thủ đáng gờm của The Sims. Đoạn trailer của Enjoy kéo dài 6 phút, bao gồm việc tạo nhân vật, mô phỏng cuộc sống và chế độ xây dựng. Mọi yếu tố bạn mong chờ một tựa game mô phỏng cuộc sống đều có mặt ở đây và trông cực kỳ tuyệt vời. Nhân vật người chơi điều khiển có thể nấu ăn, tập thể dục, làm việc, dọn dẹp. Giống như The Sims, game sở hữu hệ thống nhu cầu, những thứ như đói, sạch sẽ, mục tiêu, mong muốn. Menu chỉnh sửa lịch trình cho phép nhân vật ghé thăm các địa điểm theo một thứ tự cố định, ngay cả khi bạn không kiểm soát họ. Một số điểm đến trong trailer bao gồm văn phòng, cửa hàng tiện lợi, quán internet và công viên. Và dường như tựa game này cho phép nhân vật của bạn tự do di chuyển theo cách mà người chơi The Sims đã mong đợi từ rất lâu. Mặc dù không rõ liệu có thực sự thuộc thể loại thế giới mở hay không. Đáng chú ý là sự hiện diện của những tab menu để chỉnh sửa thời tiết, thành phố và đám đông. Mô tả nhất của trailer cho biết đây là một trò chơi mô phỏng cuộc sống nơi người chơi trở thành thánh thần, cho phép họ thay đổi mọi thứ theo ý muốn và trải nghiệm vô số câu chuyện mới trong những hình thức cuộc sống khác nhau. Thay vì chỉ là sống cuộc đời của mình, bạn có thể trải nghiệm bất kỳ thứ gì mình muốn. Có lẽ khác biệt dễ nhận thấy nhất giữa trò chơi này và The Sims là đến từ phong cách đồ họa. Thay vì đi theo hướng hoạt hình đơn giản thì Enjoy lại chọn hướng tả thực với nhân vật có độ chi tiết cực kỳ cao. Nguồn gốc câu nói nổi tiếng trong làng game. Trong một phim tài liệu chào mừng kỷ niệm 25 năm của Half-Life, Gabe Newell, người sáng lập Valve, đã trích dẫn một câu nói nổi tiếng trong ngành công nghiệp game như thế này: chậm trễ chỉ là ảnh hưởng trong thời gian ngắn, còn dở thì mãi mãi dở, đúng không? Các bạn nghe quen đúng không? Câu nói này thường được đính ra đích cho Shigeru Miyamoto, nổi tiếng với vai trò lãnh đạo trong việc phát triển Super Mario Bros. Và The Legend of Zelda. Có thể coi ông này như bố đẻ của Mario và Link. Câu nói thường được trích dẫn chia sẻ trên mạng, đại khái là một trò chơi bị delay rồi nó sẽ trở nên tốt hơn, nhưng một trò chơi làm vội vàng sẽ mãi mãi là dở. Tuy nhiên, nếu các bạn cố gắng tìm nguồn trích dẫn câu nói này thì bạn sẽ phát hiện ra rằng không hề có bất kỳ cuộc phỏng vấn nào ghi lại việc Miyamoto nói câu này cả. Sớm nhất thì nó xuất hiện trong bài đăng trên diễn đàn Usenet vào năm 2003, chỉ trích trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất của hãng Rebellion là Judge Dredd, Dredd vs Dredd. Trong một bài đăng khác trước đây 2 năm, trích dẫn được cho biết là đến từ Blizzard. Chưa hết, nếu bạn lần về quá khứ thì vào năm 1998, câu nói này một lần nữa được nhắc đến. Có điều lần này, người đang không chắc chắn liệu nó đến từ Nintendo hay là Rare. Đấy là diễn đàn trên mạng. Còn báo giấy thì sao? Vào năm 1998, trong tạp chí Game Fan cũng xuất hiện một phiên bản của trích dẫn này tương tự như biến thể từ liên hệ với Miyamoto. Tuy nhiên, người đưa ra tuyên bố này là Jason Schreiber, nhà sản xuất của hãng GT Interactive, nói về Unreal từ game sau này sinh ra Unreal Engine. Vậy thì cuối cùng người đầu tiên nói câu nổi tiếng này là ai? Theo nhà báo Kate Willard, từ trang A Critical Hit, tác giả của một trò chơi bị trì hoãn sẽ tốt, nhưng một trò chơi làm vội vàng sẽ mãi mãi dở, mang tên Stephen Beeman, thành viên chủ chốt của studio Origin System, những người tạo ra hàng loạt series cực kỳ thành công như Ultima, Wing Commander, Crusader hay là System Shock. Đây là câu khẩu hiệu được Origin System sử dụng, sau đó trở nên nổi tiếng và được nhắc lại nhiều lần bởi nhiều nhà làm game khác nhau. Game Science bị bóc phốt. Game Science, hãng sản xuất trò chơi hành động chặt chém cực kỳ được trông đợi, Black Myth Wukong, mới đây đã bị buộc tội là quảng cáo tuyển dụng và bài đăng trên mạng xã hội mang tính chất phân biệt giới tính. Theo một bài báo trên IGN, thành lập vào năm 2014, đây là studio có trụ sở tại Hàng Châu, bao gồm cho ban đầu 7 thành viên cũ đến từ Tencent Game. Trong thời gian làm việc tại Mười Xu, họ tham gia việc phát triển một game MMORPG miễn phí có tên là Asura Online. Black Myth Wukong có thể được coi là người kế thừa về mặt tinh thần của MMO này, với cả hai trò chơi đều dựa trên một tác phẩm kinh điển Trung Quốc, đây là Tây Du Ký.
Asura Online cũng có nhân vật thần thoại từ tiểu thuyết như Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Nhị Lang Thần, cùng với câu chuyện tái hiện lại tiểu thuyết nhưng dưới góc nhìn tối tăm hơn. Với nhiều các đoạn phim cắt cảnh hoành tráng, nhưng với người hâm mộ, những điều này đã bị lu mờ bởi sự tích cực hút máu của Tencent. Một thay đổi mà theo nhiều người chơi, nhanh chóng để Asura Online rơi khỏi đỉnh danh vọng của nó và biến thành một tựa game rác. Một năm sau đấy, Fancy cùng với 6 đồng nghiệp của mình rời đi rồi thành lập Game Science. Năm 2017, sau khi cho lò hàng loạt từ game di động, studio này quyết định tập trung phát triển Black Myth Wukong. Đáng chơi lần đầu tiên tung ra vào năm 2020 đã gây chấn động làng game khi một trò chơi AAA lại đến từ đất nước vốn nổi tiếng với những từ game di động đạo nhái như Trung Quốc. Vậy thì những cáo buộc mà Game Science hứng phải là gì? Theo IGN thì vào năm 2013, người sáng lập và chủ sở hữu của Game Science, Yang Chi, đã viết một post dài trên Weibo nói rằng trò chơi dành cho nam và nữ khác nhau do sự khác biệt sinh học. Sau đấy, ông đề cập đến nhiều định kiến về giới tính, gợi ý rằng mình sẽ cần phải trải nghiệm những sở thích phụ nữ để tạo một thứ mềm mại và nữ tính. Báo cáo kể rằng vào năm 2015, quảng cáo tuyển dụng mà Game Science đăng tải có hình và tiêu đề rất phân biệt giới tính, và IGN cũng cho biết đã trực tiếp nhìn thấy nó. Một trong những poster này có hình vòng ba kèm dòng chữ "Đừng chọc vào đồng nghiệp của bạn". 2020, người sáng lập Game Science, Fancy, bị cáo buộc khi bình luận về đoạn trailer viral của Black Myth Wukong đã sử dụng ngôn ngữ rất thô tục khi chứa khá nhiều bộ phận khác nhau. Báo cáo của IGN cũng nói về những vấn đề lớn hơn như phân biệt giới tính trong ngành công nghiệp game Trung Quốc. Một trong những trường hợp này liên quan tới đồ dì game, nhà phát triển của Gunfire Reborn. IGN cho biết CEO là Subo đã sa thải 11 nhân viên nữ trong cuộc điều tra nội bộ với lý do là họ là người theo chủ nghĩa nữ quyền. Tin vắng. Giải vô địch thế giới Liên minh thoại 2023, viết tắt là World 2023, vừa qua đã phá vỡ kỷ lục về số lượng người xem cùng lúc, hơn 5,5 triệu người xem, không bao gồm khu vực Trung Quốc. Ở trận chung kết, với sự ủng hộ hoàn toàn từ cộng đồng game thủ nước nhà, T1 đè bẹp Weibo Gaming một cách gần như tuyệt đối, chứng minh họ là một đội tuyển xuất sắc ở thời điểm hiện tại. Sau chiến thắng, thậm chí tổng thống Hàn Quốc là Yoon Suk Yeol đã gửi thiệp chúc mừng. Sau khi thề non hẹn biển các thứ rằng sẽ không bỏ rơi đứa con Redfall, thì đến nay Bethesda lại trở mặt cho biết bản cập nhật của tựa game này sẽ đến vào đâu đó trong năm 2024, còn chính xác là bao giờ thì không biết. The Last of Us phần 2 sẽ có một phiên bản remaster trên hệ máy PS5 ra mắt vào tháng 1 năm sau. Tiếp tục là một quyết định khá kỳ lạ của nhà Sony khi trò chơi này mới chỉ ra mắt vào năm 2020 và vẫn còn đẹp hơn rất nhiều những game 2023 khác như Con hay Gollum. Series The Last of Us đến nay đã có 5 phần game, nhưng mà trong đấy tận 3 bản là remaster và remake này mà. Little Company là tựa game indie kinh dị của mới nhất hiện đang gây bão trên Steam khi nó liên tục tăng lượt người chơi. Hiện tại đang nằm trong top 10 tựa game được chơi nhiều nhất trên Steam, vượt qua những cái tên sừng sỏ như Call of Duty, War Thunder hay Team Fortress. Các bạn muốn tôi livestream game này thì thả comment bên dưới anh em nhá. Tin buồn cho fan Warhammer, trò chơi rất được trông đợi Warhammer 40k Space Marine 2 sẽ bị trì hoãn và sẽ bắt vào nửa sau của năm 2024. Theo thông báo từ Focus Entertainment, họ xác nhận sẽ tiết lộ ngày phát hành cụ thể cho game này vào đầu tháng 12, có thể là tại The Game Awards. Nhân dịp Steam Sale mùa thu, Diablo 4 hiện đang cho phép người chơi trải nghiệm miễn phí đến ngày 28 tháng 11. Và vừa rồi tất cả những gì tôi mang đến cho bạn tuần vừa qua. Nếu thấy video này hay và giải trí, đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh Game Cực Hay để không bỏ lỡ bất kỳ số news tiếp theo. Tôi lưu ý nhân mình, rất xin lỗi các bạn vì giọng của tôi hôm nay không được ổn. Cảm ơn Phong Cô Đơn Huyền Thoại, Long Kumi Soko, Grovo, Em Hiếu, Zenkilet và Zen, kênh Runan Gaming, Đàn Phúc Thịnh, Cú 9010 đã tham gia vào Grandal Master của Game Cực Hay. Tôi lưu ý nhân mình, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.